Nhờ vào việc bổ sung thời gian và tốc độ xoay này mà mình có thể linh hoạt hơn trong việc tận dụng chiếc máy để tạo thành một chiếc máy xay đa dạng nguyên liệu. Gần đây, Bluestone đã cho ra mắt 3 mẫu làm sữa hạt đa năng mới đáp ứng cho nhu cầu ăn sạch sống khỏe đang ngày càng được nâng cao. Trong đó, mẫu BLB6038 đang ở ngay bên cạnh Quỳnh đây. Theo như Quỳnh đánh giá là mẫu có thiết kế đẹp mắt, đầy đủ chức năng, xay nấu mạnh và nhanh nhất trong 3 mẫu. Hai mẫu còn lại là 6031 và 6033. Điện máy xanh cũng đã có những đánh giá chi tiết rồi. Mọi người có thể tham khảo thêm ở trên website nhé. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với Quỳnh trải nghiệm mẫu 6038 này nhé. Ở yếu tố thiết kế, mẫu này ghi điểm nhiều ở việc làm vỏ thân máy trơn láng, sáng bóng. Chất nhựa thì vẫn là nhựa PP thôi, nhưng với việc vỏ máy trơn bóng như thế này thì sẽ hạn chế tình trạng chảy xước và bám dơ khi sử dụng lâu dài. Ngoài ra, chi tiết đế cối xay được bao bọc kim loại, khác hai mẫu kia là nhựa, cũng góp phần khiến máy trông sang trọng hơn, lại tiệp với màu thân máy là màu xám bạc. Với cối xay cho máy xay nấu thì phải đảm bảo là cối dày, chịu lực và chịu nhiệt tốt. Cối xay của máy này thì cũng không ngoài những điều đó. Với dung tích 1,75 lít, bên trong là lưỡi dao thép không rỉ 8 cánh, đảm bảo cho nguyên liệu được xay nhuyễn mịn. Giống với hai mẫu kia thì công suất nấu của nó là 800 W, tuy nhiên mẫu này thì lại có công suất xay mạnh hơn đến 1000 W. Cùng với đó là sự khác biệt về bảng điều khiển. Đầu tiên thì bảng điều khiển tiếng Việt có đèn LED và màn hình hiển thị rất dễ tiếp cận. Điều này thì cả hai mẫu kia cũng có, nhưng mà ở mẫu này á thì lại có cảm ứng xịn hơn, chạm nhẹ một cái thôi là phản ứng liền à. Bởi vậy nên là khi thao tác sẽ cho mình cảm giác mượt mà hơn hẳn. Nhìn qua bảng điều khiển này thì thấy là nó cũng cho mình những chương trình được cài đặt sẵn. Tổng cộng mình sẽ có 3 chương trình không gian nhiệt là sinh tố, sữa lắc, tự làm sạch và 7 chương trình gia nhiệt là sữa đậu nành, súp, trà, cháo, sữa bắp, đun nước, hâm nóng giữ ấm. Mọi người sẽ thắc mắc là hâm nóng giữ ấm ở đâu, bởi vì rõ ràng ở trên bàn điều khiển cũng không có thể hiện. Thật ra cái này á là lúc đọc sách hướng dẫn Quỳnh mới biết, chứ ban đầu Quỳnh cũng đâu có biết đâu. Để sử dụng hâm nóng giữ ấm thì mọi người cứ nhấn giữ hẹn giờ trong 3 giây để kích hoạt. Với chế độ này thì nó sẽ luôn giữ mức nhiệt ở mức 55 độ C và tối đa thời gian là 6 tiếng. Với những chương trình cài đặt sẵn thì nó cài thời gian mặc định cho mọi người rồi, mỗi chương trình là mỗi thời gian khác nhau. Mọi người xem thêm sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết nha. Còn với cái máy này á, thì nó sẽ không tính giờ theo cái kiểu đếm ngược mà sẽ tính từ lúc là bắt đầu. Bởi vậy nên là mình cũng sẽ không có biết được là thời gian tương ứng của từng chương trình. Cái này thì Quỳnh thấy là hơi bất tiện một chút. Còn trong quá trình nấu á, thì nó sẽ đun sôi nguyên liệu bằng cách là ban đầu sẽ xay trộn ở tốc độ thấp. Sau khi máy đã báo là đã đun sôi nguyên liệu ở mức 100 độ C rồi thì nó bắt đầu là tăng tốc độ xay mạnh hơn cho đến khi kết thúc chương trình. Và bên cạnh những chương trình có sẵn thì máy này còn có thêm cài đặt thời gian và tốc độ xay với thời gian tối đa là 3 phút và tốc độ xay từ 1 đến 9. Nhờ vào việc bổ sung thời gian và tốc độ xay này mà mình có thể linh hoạt hơn trong việc tận dụng chiếc máy để tạo thành một chiếc máy xay đa dạng nguyên liệu. Vì máy có những chương trình như là nấu súp cháo với độ xay nấu nhuyễn mịn nên những chị em mà có con nhỏ thì nhất định sẽ sử dụng để nấu đồ ăn dặm cho các bé. Với những trường hợp như là các chị em đã nắm rõ được thời gian ngủ nghỉ của các bé rồi canh thời gian nấu cho phù hợp để khi mà các bé ngủ dậy là sẽ có đồ ăn cho các bé luôn, thì mình có thể tận dụng chức năng hẹn giờ của chiếc máy này. Kiểu như là cứ bỏ nguyên liệu vào sẵn, sau đó là hẹn giờ để cho máy nấu, rồi mình thì yên tâm đi làm chuyện khác. Thời gian hẹn tối đa là 12 giờ nha. Rồi, tất nhiên là bây giờ Quỳnh sẽ cho mọi người xem là chiếc máy này xay nấu như thế nào. Bây giờ thì Quỳnh sẽ làm món súp tỏi để ăn sáng cùng với chiếc máy này nha. Phải nói với mọi người là món súp này cực kỳ easy luôn á. Chỉ cần mọi người chuẩn bị nguyên liệu như Quỳnh có ở đây, sau đó đem tất cả nguyên liệu này đi xào sơ qua trước. Xong thì bỏ vào cối, thêm tầm 300ml nước cùng một ít gia vị và kem sữa béo. Rồi chọn chương trình nấu súp. Chương trình này có thời gian nấu mặc định là 30 phút, nhưng mà thật ra món này mọi người nấu với máy chỉ cần 12-13 phút thôi là đã ok rồi. Phải nói là máy gia nhiệt làm nóng rất nhanh, chỉ tầm 3 phút thôi mà mọi người có thể thấy là hỗn hợp ở bên trong sôi nhẹ rồi nè. Và trong quá trình nấu, màn hình sẽ luôn phiên hiển thị thời gian và nhiệt độ để mọi người theo dõi. Như có nói, chỉ cần máy đun sôi đến 100 độ thì nó bắt đầu thay đổi tốc độ mạnh hơn. Và lúc này khó tránh sẽ gây ra tiếng ồn. Mọi người có thể xem mức độ của máy qua kết quả tường đo ở đây để cảm nhận. Thành quả là món súp quá ư là sánh mịn, lại nhanh chóng gọn gàng. Mọi người có thể thử làm món súp khác để bữa sáng đa dạng món hơn mà lại đủ dinh dưỡng cho gia đình mình nữa nha.
Thường thì với cái cối thủy tinh siêu nặng như thế này thì khi nấu xong mình sẽ rất là bất tiện để đem đi vệ sinh. Cho nên là để việc vệ sinh được nhẹ nhàng hơn thì mọi người có thể làm sạch sơ bộ bằng chương trình tự vệ sinh. Lực xoay mạnh sẽ giúp đẩy nguyên liệu bám trên thành cối để khi rửa thì mọi người đỡ nhọc hơn khi xử lý. Đây sẽ là một chiếc máy phù hợp với những ai chú trọng về vỏ ngoài, bởi vì bên cạnh yếu tố thẩm mỹ thì xài cũng phải bền. Thêm vào nữa thì máy cũng có đầy đủ những chức năng xay nấu cần thiết, lại còn có thêm khả năng xay thủ công, có thể điều chỉnh thời gian và tốc độ, nên là mọi người cũng có thể sử dụng như là một chiếc máy xay sinh tố luôn. Bởi vậy bản thân Quỳnh thấy khi đã đầu tư vào chiếc máy này rồi thì mọi người không cần phải mua thêm một chiếc máy nào nữa cả. Với lại chất liệu cối bằng thủy tinh như thế này thì nếu vệ sinh kỹ mọi người cũng không cần phải lo mùi thức ăn bám vào với nhau. Bởi vậy sẽ có thể nấu đủ thứ món chỉ với chiếc máy xay nấu giữ hạn đa năng của Bluestone này. Chi tiết về giá thì Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả cho mọi người tiện tham khảo nha. Còn video ngày hôm nay thì đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Trước khi rời đi hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ cho kênh YouTube Điện Máy Xanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.